Bao giờ anh đi? Em sốt ruột muốn biết anh biến mất vậy sao? Không, đây chỉ là câu hỏi xã giao bình thường thôi mà. Mẹ anh trở bệnh nên ngày mai anh sẽ bay sớm. Tôi mong là bác mau khỏe. Chúc anh thượng lộ bình an. Từ bây giờ trở đi, anh chỉ nhận được những câu nói khách sáo như vậy thôi sao? Đúng. Vì tôi không muốn xây dựng hình ảnh một người phụ nữ mà khiến chồng tôi phải lo lắng.